Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Minh Kha đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc Realme 9i, một sản phẩm tầm trung cũng vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là một sản phẩm chính hãng các bạn nhé. Và chiếc máy này nó sẽ có mức giá dao động tầm khoảng là 6 triệu đồng. Vậy với mức giá 6 triệu đồng khi các bạn bỏ ra các bạn sẽ nhận lại được gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn các bạn nhé. Let's go. Với một cái hộp nhỏ xinh xinh như thế này, chúng ta sẽ có là một cái ốp lưng này, một cái túi đựng máy thôi các bạn nhé. Đó, một cái ốp lưng, một cái que chọc sim, một tập sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, nhà vật chính của chúng ta đây. Thiết kế nhìn chung là khá là bắt mắt đó các bạn à. Đây là một cái thiết kế công thái học các bạn nhé. Đó, ok, tí nữa thì mình sẽ giải thích sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái củ sạc này. Công suất tối đa là bao nhiêu đây? Mình nghĩ chắc là 18W thôi. 33W. Ok, nice. Một cái cáp sạc Type-C là hết rồi, không có tai nghe đâu. Đối với lại Realme thì chắc chắn là sẽ không có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính các bạn nhé. Đến với nhân vật chính thì chúng ta sẽ có là một cái chiếc máy với cái phần màn hình mặt trước có kích thước là 6.6 inch. Tấm nền thì sẽ là IPS LCD và tần số quét sẽ là 90Hz. Độ phân giải là Full HD. Và độ sáng của con này thì nó có thể lên được là 480 nits các bạn nhé. Nhìn chung cũng là một cái khoảng độ sáng ổn, nhưng mà không quá cao, ổn thôi các bạn nhé. Con này phải lên tầm khoảng là 550 nits thì may ra mới hợp lý với lại cái mức giá 6 triệu như thế này. Vì nói gì thì nói, đây cũng là một cái thiết bị mà được xem như là của năm 2022 vậy, chứ không còn là của năm 2021 nữa. Đây sẽ là một điểm trừ nhỏ nhỏ đối với lại cái số tiền mà chúng ta bỏ ra như thế. Màn hình của chiếc máy này thì nó sẽ được thiết kế với cái dạng đục lỗ với cảm biến camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel, kích thước hơi to. Thì nhìn chung cũng là một cái chiếc máy tầm trung thôi, cho nên mình sẽ không đổi gì nhiều. Phía dưới thì nó sẽ hơi dày hơn một tí này. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái chất lượng hiển thị nhìn chung là ổn các bạn nhé. Hơi thất vọng một tí về phần độ sáng thôi. Cạnh trên của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần macro. Cạnh trái thì sẽ là một khay để lắp thẻ SIM, hai SIM hai sóng, cộng phím tăng giảm âm lượng này. Và cạnh dưới thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái jack tai nghe 3.5, một macro, một con sạc Type-C và một loa ngoài. Con này có loa kép các bạn nhé. Và cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cái phím nguồn được tích hợp thêm cảm biến vân tay nữa. Và còn về phần mặt lưng thì nó hơi bị dính vân tay các bạn ạ, tại vì nó được làm từ nhựa bóng mà. Mình thì mình đã có lau qua rồi nhưng mà cũng không thể nào khắc phục được. Và có một điểm đó chính là mình cảm giác như con này nó rất dễ bám bụi các bạn ạ. Trong những cái video mà mình quay kiểu quay trám cận cảnh cái thứ này kia ấy, là bụi nó bám vào rất là nhanh. Lâu rồi nhưng mà bụi nó bám vào vẫn rất là nhanh. Hơi khó hiểu về cái phần mặt lưng này. Tuy nhiên thì nó sẽ không phải là một cái phần mặt lưng mà các bạn sẽ cảm giác là nó phẳng đâu các bạn nhé. Nó sẽ có những cái họa tiết chìm. Tức là họa tiết nó sẽ nằm ở bên trong và bên ngoài nó sẽ phủ thêm một cái lớp phẳng nữa. Thì ở đây nó dạng hình sọc chạy thẳng từ trên xuống như thế này. Đó, và cái cụm camera này là một cái cụm camera xét về vị trí camera thì nó sẽ có một cái mức độ công thái học giống như là 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max vậy. Ở đây thì cái điểm mà chúng ta cảm thấy nó khác tại vì là cái cảm biến ở giữa này, mặc dù nó đặt theo cái hình là zigzag, hình tam giác như thế này, nhưng mà tại vì cái cảm biến ở giữa đây nó nhỏ nên chúng ta sẽ, một số bạn không để ý thì sẽ không nhận ra được cái sự đặc biệt này. Nhưng mà đây rõ ràng nếu như mà phóng to cái cảm biến camera ở giữa này lên ấy, thì nó giống hoàn toàn so với lại cái cụm camera có trên những cái thế hệ iPhone Pro Series. Và điểm mà mình thấy rất là đáng tiếc đó chính là mặc dù nó có một cái vị trí công thái học như thế này thôi, nhưng mà nó không có camera góc rộng để chúng ta có thể chuyển đổi. Thường ấy là phải có một cái cụm cảm biến là từ tele chính đến rộng thì chúng ta mới có thể là chuyển đổi trong quá trình quay video cái thứ này kia. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có một cái cảm biến chính với độ phân giải là 50 megapixel và hai cảm biến phụ đi kèm chỉ để trang trí là macro cũng như đo chiều sâu. Nên là không thể nào test được cái tính năng này các bạn à. Hơi tiếc thật sự. Đó. Nhưng mà đây cũng là một cái form thiết kế mình thấy là khá là đẹp. Về phần hiệu năng của chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta đó chính là một con chip Snapdragon 680. Với một cái tiến trình nhỏ như thế này thì nó sẽ giúp cho một cái chiếc máy có mức giá thuộc tầm trung, nó cho ra cái khả năng tối ưu về mặt hiệu năng cũng như là về phần tiết kiệm pin nó tốt hơn và làm việc nó sẽ hiệu quả hơn. Các bạn chỉ cần hiểu rằng là cái bóng bán dẫn càng nhỏ thì càng nhét thêm nhiều bóng bán dẫn, mà từ nhiều bóng bán dẫn đó thì nó sẽ làm việc hiệu quả hơn so với lại ít bóng bán dẫn hơn. Đó, đại loại nó là như thế. Thì với cái tiến trình 6 nanomet này là một cái điểm mình thấy rất là hoan nghênh của Qualcomm khi mà họ cố gắng cập nhật cái tiến trình mới này dành cho những cái dòng chip tầm trung. Và điểm số thì nó cũng sẽ xem lại Snapdragon 675, không có sự khác biệt quá nhiều. Về phần hiệu năng như thế này nó cũng gọi là tạm ổn rồi. 6 triệu như thế này thì mình muốn nó có một cái phần nhỉnh hơn một tí. Nếu như Snapdragon 720 thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà không được các bạn à. 720 thì nó hiệu năng nó phải gấp rưỡi gấp đôi các bạn nhé. Cho nên đó mới là điều mà mình ước ao nhưng mà không có. Con này thì về phần mềm của nó đang chạy trên cái giao diện đó chính là Realme UI 2.0 và Android 11 các bạn nhé. Mong là sắp tới nó sẽ có thêm phiên bản Android 12.
Còn về option RAM ROM tối thiểu của con này thì sẽ là 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Hơi tiếc, mình nghĩ rằng là đã lên phân khúc 6 triệu như thế này rồi thì cố gắng cho nó là 6GB 128GB thì mình sẽ cảm thấy nó hợp lý hơn. Còn về phần pin của chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta là một viên pin với dung lượng là 5000mAh, đi kèm với củ sạc tặng kèm là có công suất 33W. Sạc như thế này là rất ok, không có gì để chê rồi. Và tổng thể lại thì đây là một cái chiếc máy mình thấy rằng là nó có một cái form thiết kế khá là đẹp, mặc dù rất là dễ bám dấu vân tay và mồ hôi, đi kèm với đó là bụi nó cũng dễ bám nữa các bạn nhé. Các bạn lau qua xong rồi cái bụi nó bám lại rất là nhanh. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái màn hình ổ này, một cái con chip với cái tiền trình mới 6nm rất là tốt, cũng như là viên pin có dung lượng lên tới là 5000mAh. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Realme 9i này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.